Bảo vệ gan ngay ở bữa điểm tâm. Những loại thực phẩm, thực vật cụ thể được phát hiện có tác dụng bảo vệ gan. Ví dụ, bắt đầu một ngày bằng bát bột yến mạch và ly cà phê. Chắc là bạn sẽ ngạc nhiên, có thể giúp bạn bảo vệ chức năng gan của chúng ta. Yến mạch. Trong nhiều nghiên cứu dân số, ăn ngũ cốc nguyên cám có mối liên hệ với giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính. Nhưng có thể ăn ngũ cốc nguyên cám chỉ là một dấu hiệu của một lối sống lành mạnh hơn nói chung. Ví dụ, những người ăn ngũ cốc nguyên cám như yến mạch, lúa mì nguyên cám và gạo lứt cũng có khuynh hướng là những người thường xuyên hoạt động hơn, ít hút thuốc lá hơn và ăn nhiều trái cây, rau củ và chất xơ có trong thực phẩm hơn so với những người thích ăn sáng bằng ngũ cốc đóng hộp. Chẳng lẽ làm lạ khi nhóm ăn ngũ cốc nguyên cám ít có nguy cơ mắc bệnh hơn. Thật may, các nhà nghiên cứu có thể đối chứng các yếu tố này, so sánh giữa những người không hút thuốc với nhau và so sánh giữa những người không hút thuốc lá kèm với chế độ ăn và rèn luyện thể lực riêng với nhau. Khi thực hiện so sánh này, ngũ cốc nguyên cám vẫn chứng tỏ được khả năng bảo vệ. Nói cách khác, bằng chứng dường như chỉ ra rất rõ rằng những người ăn yến mạch có tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nếu bạn bắt đầu ăn nhiều yến mạch hơn, nguy cơ của bạn sẽ giảm xuống. Để chứng minh quan hệ nhân quả, chúng ta cần thực hiện một thử nghiệm có can thiệp, thay đổi chế độ ăn của con người và xem điều gì sẽ xảy ra. Đối tượng tham gia nghiên cứu sẽ được tách ngẫu nhiên thành hai nhóm, một nhóm ăn yến mạch và nhóm còn lại dùng thực phẩm giả yến mạch. Đối tượng nghiên cứu cũng như các nhà nghiên cứu đều không biết ai thuộc nhóm nào cho đến khi nghiên cứu kết thúc. Phương pháp thử nghiệm mù đôi này dễ áp dụng khi nghiên cứu thuốc và chỉ cần cho đối tượng nghiên cứu uống viên đường trông giống như loại thuốc được nói đến. Như chúng ta đã thảo luận trước đó, thật không dễ làm thực phẩm giả. Nhưng vào năm 2013, một nhóm các nhà nghiên cứu đã công bố kết quả thử nghiệm mù đôi ngẫu nhiên và có đối chứng giả dược đầu tiên về yến mạch ở những người thừa cân, bao gồm cả nam và nữ. Họ phát hiện nhóm ăn yến mạch giảm viêm gan một cách đáng kể, nhưng đó có thể là do họ đã giảm cân rất nhiều so với nhóm đối chứng, nghĩa là nhóm ăn yến mạch giả. Nhìn chung, gần 90% đối tượng ăn yến mạch thật đã giảm cân so với nhóm đối chứng không hề giảm cân. Vì vậy, tác dụng của ngũ cốc nguyên cám đối với chức năng gan có thể được coi là gián tiếp. Một nghiên cứu tiếp theo vào năm 2014 đã giúp khẳng định các phát hiện ngũ cốc nguyên cám có khả năng làm giảm nguy cơ viêm gan ở nhóm bệnh nhân gan nhiễm mỡ không do rượu. Trong nghiên cứu này, ăn ngũ cốc tinh chế dẫn đến tăng nguy cơ bệnh tật. Vì vậy, hãy ngừng ăn bánh mì Wonder Bread và chỉ ăn những thực phẩm ngũ cốc nguyên cám thực sự tuyệt vời, trong đó có yến mạch. Cà phê. Vào năm 1986, nhóm các nhà nghiên cứu người Na Uy đã có phát hiện bất ngờ uống bia rượu dẫn đến viêm gan. Điều này thì chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng uống cà phê lại có tác dụng giảm viêm. Các nghiên cứu tiếp theo được thực hiện ở nhiều nơi trên thế giới cũng cho những kết quả tương tự. Ở Mỹ, người ta đã tiến hành một nghiên cứu trên những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh gan. Đó là những người thừa cân hoặc uống quá nhiều bia rượu. Những đối tượng uống hơn 2 cốc cà phê mỗi ngày dường như giảm được hơn một nửa nguy cơ phát triển bệnh viêm gan mãn tính so với nhóm chỉ uống chưa tới 1 cốc mỗi ngày. Thế còn ung thư gan, một trong những biến chứng đáng sợ nhất của viêm gan mãn tính. Hiện nay, viêm gan mãn tính là nguyên nhân đứng hàng thứ 3 gây ra các ca tử vong liên quan đến ung thư và căn bệnh này gia tăng đột ngột phần lớn là do tăng tỷ lệ mắc viêm gan C và gan nhiễm mỡ không do rượu. Tin tiếp theo quả là một tin tốt. Năm 2013, một đánh giá các nghiên cứu tốt nhất cho đến nay đã phát hiện những người uống nhiều cà phê có nguy cơ mắc ung thư gan ít hơn một nửa so với những người uống ít cà phê. Một nghiên cứu sau đó phát hiện uống 4 hoặc trên 4 cốc cà phê mỗi ngày làm giảm 92% nguy cơ ở những người hút thuốc chết vì bệnh gan mãn tính.
Dĩ nhiên, bỏ thuốc cũng sẽ có lợi hơn cho sức khỏe. Hút thuốc sẽ làm tăng gấp 10 lần tỷ lệ chết vì ung thư gan ở những bệnh nhân viêm gan C. Tương tự, những người nghiện rượu uống hơn 4 cốc cà phê mỗi ngày dường như có thể giảm nguy cơ viêm gan, nhưng không giảm nhiều bằng những người loại bỏ thức uống có cồn. Ung thư gan nằm trong số những căn bệnh ung thư có thể tránh được nhiều nhất thông qua tiêm ngừa viêm gan B, kiểm soát lây nhiễm viêm gan C và giảm bia rượu. Về nguyên tắc, ba biện pháp này có thể loại bỏ 90% nguy cơ mắc ung thư gan trên thế giới. Vẫn còn chưa rõ liệu uống cà phê có tác dụng hỗ trợ thêm hay không, nhưng vai trò của loại thực phẩm này có nhiều hạn chế so với ngăn ngừa gan bị hư hại ngay từ đầu. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đã nhiễm viêm gan C hoặc nằm trong nhóm cứ 3 người trưởng thành ở Mỹ thì có một người gan nhiễm mỡ không do rượu? Mãi đến thời gian gần đây, người ta mới đưa cà phê vào thử nghiệm. Nhưng vào năm 2013, các nhà nghiên cứu đã công bố một nghiên cứu trong đó 40 bệnh nhân bị viêm gan C mãn tính được chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên uống 4 cốc cà phê mỗi ngày trong một tháng, trong khi nhóm thứ hai không uống chút cà phê nào. Sau 30 ngày, hai nhóm này đổi nhau. Dĩ nhiên, 2 tháng không phải là một khoảng thời gian đủ lâu để phát hiện bất kỳ sự thay đổi nào đối với bệnh ung thư. Nhưng trong suốt thời gian đó, các nhà nghiên cứu có thể chứng minh rằng việc uống cà phê có tác dụng làm giảm khả năng tổn thương ADN, tăng khả năng loại bỏ tế bào nhiễm virus và làm chậm quá trình hình thành sẹo. Những kết quả này giúp giải thích vai trò của cà phê trong việc giảm nguy cơ tiến triển của bệnh gan. Một bài bình luận trên tạp chí với tựa đề "Có phải đã đến lúc kê toa cà phê không?" đã khám phá những ưu điểm và khuyết điểm. Một số người quả quyết trước hết phải tìm cho được thành phần hoạt chất trong cà phê. Rốt cuộc, hơn 1.000 hoạt chất khác nhau đã được phát hiện trong cà phê. Cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa, nhưng trong thời gian chờ đợi, uống cà phê không đường đều đặn hàng ngày và có chừng mực nên được xem là một phương pháp hỗ trợ hợp lý ngoài liệu pháp điều trị bằng thuốc men đối với những người có nguy cơ cao bị tổn thương gan, chẳng hạn những người gan nhiễm mỡ. Hãy nhớ rằng việc uống thức uống có chứa caffeine có thể dẫn đến sự lệ thuộc. Các triệu chứng thiếu caffeine có thể bao gồm nhức đầu, mệt mỏi, khó tập trung và tâm trạng bất ổn. Trở trêu thay, hình thành thói quen uống cà phê hóa ra là một điều có lợi. Nếu các lợi ích về sức khỏe gan được khẳng định, vậy thì thời gian uống cà phê hàng ngày có thể là một lợi thế. Chia sẻ này tham khảo từ sách Ăn gì không chết, sức mạnh chữa lành của thực phẩm của bác sĩ Michael Greger. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Chúc bạn nhiều sức khỏe và bình an.